video hướng dẫn cách setup đồng hồ tủ khi anh nhận được sản phẩm. Anh cắt cọng dây thun này để tháo ngựa ra. Cọng dây thun đang nói với ngựa, cắt cái cọng dây thun này. Sau đó thì tháo vỏ lắc ra, vỏ lắc bên đây. Giờ anh tháo băng keo ở đây ra, tháo băng keo ở đây ra, vuốt cái đầu giữ gông thẳng xuống để mở gông. Bên phải là gông nhạc, bên trái là gông điểm giờ. Đây là băng keo, đây là đầu giữ gông, vuốt thẳng xuống. Sau đó mình tháo búa. Đây có băng keo đang giữ búa đây. Anh tháo băng keo này ra để mở búa ra, băng keo lại để khi vận chuyển búa không bị rung. Rồi bên búa điểm giờ, bên đây là búa điểm nhạc, cũng tương tự anh tháo băng keo này ra. Sau khi anh tháo băng keo ra hết thì tiến hành treo quả tạ. Đây ba quả tạ, nó được ký hiệu chữ R là bên phải, R là right, còn chữ L là left bên trái. Còn quả tạ ở giữa thì không có ghi chữ. Sau đó thì mình tiến hành lên dây cót, đút chìa khóa vào, xoay ngược chiều kim đồng hồ và quả tạ sẽ tự động chạy lên. Đây là quả tạ giữa, xoay ngược chiều kim đồng hồ, quả tạ nó chạy lên. Đây là quả bên phải, đây chìa khóa lên dây. Chìa khóa lên dây sẽ được bỏ vào tủ phía dưới đấy. Đồng thời ở đây cũng có kiến kệ, anh lấy kiến, anh rút hết nguyên cái tủ ra, rút hết nguyên tủ ra ngoài, anh lấy kiến kệ ra và anh lắp kiến kệ vào ngăn kệ, có từng ngăn từng ngăn, mỗi bên là 2 tấm. Đây là video hướng dẫn cách setup cho đồng hồ tủ khi nhận được sản phẩm. Nếu có gì thắc mắc, anh liên hệ Zalo em sẽ hướng dẫn thêm.